Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình mới mượn được một chiếc tai nghe bên John Handmade. Đó là chiếc Jelly Ear, một sản phẩm chính gốc sản xuất tại Việt Nam của nhà phân phối John Handmade. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp cái chiếc tai nghe này và show cho các bạn thấy những cái chi tiết ở bên trong cùng những cái phụ kiện kèm theo. Và đây là chiếc tai nghe Jelly Ear của chúng ta. Cái hộp của nó được làm bằng gỗ, rất là đẹp. Trên đây chúng ta có cái dòng chữ Jelly Ear được khắc và cái dòng chữ Made in Việt Nam với cái tên mã của cái tai nghe này. Các cạnh còn lại thì chỉ có ở phần mắt là có hình cái logo của John Handmade với cái dấu hiệu là năm bàn tay. Còn những cạnh còn lại thì không có bất kỳ một cái hình ảnh nào cả. Đây là cách mở hộp của cái tai nghe này. Và ngay từ khi mở hộp thì các bạn có thể thấy cái hình dạng của cái tai nghe. Đây là chiếc tai nghe của chúng ta, Jelly Ear. Phụ kiện kèm theo là những cái nút tai nghe có kèm bọc biển ở trong, và còn lại là một cái hộp không rất là đẹp, được làm dạng tròn. Cái hộp này để đựng quà lưu niệm cũng được. Về phần cái tai nghe thì các bạn có thể thấy nó được gắn ở trong một cái miếng mút rất là dày. Mình sẽ tháo cái miếng mút này ra. Đây là cái phần tai nghe của chúng ta, được làm rất là đục. Ở phía trong thì nó có cái lõi. Đây, các bạn gắn cái tai nghe như thế này. Và cái dây này nó khá là cứng. Dây này nó khá là cứng và nó được cuộn tròn. Thì nếu mà các bạn muốn duỗi nó ra thì phải mất thời gian để chúng ta sử dụng thì nó mới duỗi thẳng ra được. Các bạn có thể thấy cái tai nghe, cái dây của tai nghe này nó được bạn xoắn vào nhau, được làm bằng tay, rất là đẹp. Ở đây là cái phần dắt 3.5 của chúng ta. Với cái tông màu chính của cái tai nghe này là màu trắng và màu đỏ. Ở phần trên của cái tai nghe, cái nút tai nghe thì nó được bện bằng một cái phần chỉ từ ở trong cái gốc của nút tai nghe ra phía ngoài khoảng 3-4 cm. Thì cái phần này nó làm nổi cái tai nghe này lên khi mà chúng ta đeo vào trong lỗ tai. Đây có cái hình của cái logo John Handmade, số hiệu của cái tai nghe này. Có một số điểm mà mình rất là thích khi mà mình cầm cái tai nghe này lên. Thứ nhất là nó khá là nhẹ và cái dây này rất là chắc chắn. Cái màu của nó cũng rất là đẹp, mình rất là thích màu đỏ và màu trắng. Thì cái tai nghe đúng với cái màu mà mình thích luôn. Ngoài ra thì có một số điểm mình chưa thích ở cái tai nghe này. Thứ nhất là do cái dây của nó được bện vào với nhau cho nên chưa có dài lắm, chỉ độ khoảng, các bạn có thể thấy độ khoảng trên dưới 1 mét thôi, không có nhiều lắm. Thì nếu mà so với những cái tai nghe khác cùng tầm giá thì nó sẽ ngắn hơn khá nhiều so với những tai nghe khác. Và mình xin nhắc với các bạn là cái tai nghe này chúng ta không sử dụng để trả lời cuộc gọi được, chỉ dùng để nghe nhạc thôi, không có dùng để trả lời cuộc gọi được. Mình có nghe qua một tí bằng cái tai nghe này với cái Z1 của mình thì mình có một số những cái nhận xét cá nhân của mình như sau. Thì cái âm bass của cái máy này, của cái tai nghe này nó không có được mạnh lắm. Âm mid thì được tốt, cũng như cái âm cao của nó thì diễn đạt nó chưa có được làm mình hài lòng. Thì nếu mà các bạn nào thích nghe nhạc acoustic thì chắc chắn là cái tai nghe này sẽ làm hài lòng các bạn. Tại vì cái âm mid cũng như cái âm high của nó tương đối tốt so với cái âm bass. Thì đối với một cái tai nghe do một cái người đam mê về âm thanh của Việt Nam làm ra, tất cả những cái chi tiết được làm trên cái tai nghe này đều đạt mức hoàn thiện khá tốt. Tuy chưa được như những cái hãng lớn như Sony hay là Sennheiser, nhưng mà mình tạm hài lòng với những cái chất lượng cũng như cái khả năng diễn đạt của cái tai nghe này. Vâng, xin cảm ơn các bạn.